Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với đại lý TOTA Hải Dương. Em là Vũ, hiện tại đang phụ trách tư vấn sản phẩm và phụ trách kinh doanh bên đại lý TOTA Hải Dương ạ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 thì em Vũ xin phép báo cáo đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn về cái chương trình giảm thuế trước bạ trong năm 2024 đối với những dòng xe lắp ráp trong nước thì rất tiếc là đã không được chính phủ phê duyệt cũng như là hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ nữa rồi. Nhưng đại lý TOTA Hải Dương bên em cũng có những cái chương trình khuyến mại ưu đãi lên đến hơn 50% lệ phí trước bạ đối với dòng xe Toyota Vios cũng như dòng xe Toyota Veloz. Đây là hai dòng xe lắp ráp trong nước, nếu mà được giảm thuế thì giá lăn bánh cũng sẽ rất là tốt. Nhưng không sao, thì bên đại lý TOTA Hải Dương bên em cũng đã tăng cường thêm khuyến mại ưu đãi đối với hai dòng xe như là Toyota Vios trước màn ảnh nhỏ quý cô chú anh chị, đây là phiên bản 1.5G. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý cô chú anh chị và các bạn nữa, thì em Vũ sẽ thông báo và gửi đến chương trình ưu đãi khuyến mại đối với xe Toyota Vios trong những ngày đầu tháng 8 năm 2024. Thì Toyota Vios phiên bản 1.5e số sàn hiện tại đang có giá niêm yết là 488 triệu, giảm giá 20 triệu tiền mặt. Tặng giám phim cách nhiệt, trải sàn da và 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là một số các cái phụ kiện khác thêm, tặng thêm cho quý cô chú anh chị nữa. Thì sau khi giảm trừ thì lăn bánh ở khu vực Hải Dương sẽ rơi vào khoảng 490 triệu. Phiên bản Vios eCVT số tự động có giá niêm yết là 488 triệu, giảm giá 25 triệu đồng tiền mặt. Và hiện tại lăn bánh trong những ngày đầu tháng 8 này thì sẽ rơi vào khoảng 519 triệu. Vios G trước màn nhỏ quý cô chú anh chị đây đang có giá niêm yết là 545 triệu, giảm giá là 27 triệu tiền mặt, tặng giám phim cách nhiệt, trải sàn da 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là tặng thêm ưu đãi một số cái phụ kiện quà tặng khác cho quý cô chú anh chị các bạn lăn bánh trong những ngày đầu tháng 8 năm 2024 này, thì giá sẽ rơi vào khoảng là 579 triệu đồng thôi. Thì đối với dòng xe Toyota Vios 2024 này thì thời điểm này quý cô chú anh chị mua cũng đã được rẻ hơn so với thời điểm đầu cũng rất là nhiều. Thì em nghĩ đối với giá tiền em vừa đấy chia sẻ và gửi đến cho quý cô chú anh chị chương trình lăn bánh của mẫu xe Vios ở khu vực tỉnh thì nó cũng hợp lý rồi. Vios số sàn thì chưa đến 500 triệu, rơi vào là 490 triệu thôi. Số tự động bản E là khoảng tầm 519 triệu và bản G thì là 579 triệu thôi. Thì trước đây bản G lăn bánh thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 620-630 triệu tùy từng thời điểm sau khi giảm trừ khuyến mại đấy ạ. Bây giờ thì còn có 579-580 triệu thôi, thì em nghĩ là không được giảm thuế thì cái giá này cũng rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị và các bạn mua xe. Thì phiên bản G năm 2024 này thì cũng rất là đẹp, chúng ta có đèn pha bi LED này, chúng ta có thêm công nghệ an toàn đó là gói cảnh báo tiềm va chạm, radar sẽ đặt sau cái logo này sẽ cảnh báo tiềm va chạm cho quý cô chú anh chị và các bạn và hỗ trợ phanh khi sắp xảy ra va chạm, và cảnh báo lệch làn đường sẽ hoạt động trên camera ở trên kính lái đây. Ngoại thất thì cũng rất là đẹp đối với mẫu xe Vios G này, chúng ta trang bị hai cảm biến trước. Mâm bánh xe thiết kế mới thì em đã review rất nhiều rồi, thì quý cô chú anh chị các bạn có thể mở lại những video của em để xem qua. Chiếc xe này thì cũng đã được là dán phim cách nhiệt rồi đây, trải sàn da này, 1 năm bảo hiểm thân vỏ này, ghế da chất lượng rất là cao và đẹp nhé, điều hòa tự động này, màn hình cảm ứng này, kết nối wifi Apple CarPlay, rất là chắc xe. Hàng ghế hai có trang bị hai cổng sạc nhanh Type-C nhé. Nhân tiện video này thì em cũng gửi đến báo giá cho quý cô chú anh chị và các bạn về chương trình ưu đãi đối với dòng xe Veloz. Toyota Veloz phiên bản 1.5 phiên bản tiêu chuẩn có giá là 638 triệu, giảm giá 38 triệu, tặng thêm phụ kiện bảo hiểm thân vỏ. Lăn bánh khu vực tỉnh Hải Dương rơi vào khoảng tầm 673 triệu. Và Toyota Veloz phiên bản top 660 triệu, bản cao cấp trước màn nhỏ quý cô chú anh chị đây
có trang bị thêm camera 360, gói an toàn Toyota City Sense, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm, đèn pha tự động tích ứng thông minh AHB, 660 triệu, giảm giá 38 triệu, lăn bánh khu vực tỉnh Hải Dương cũng như các tỉnh, 695 triệu. Màu trắng ngọc trai thì quý cô chú anh chị và các bạn cộng thêm 8 triệu đồng giúp em. Vừa rồi thì em Vũ đã gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn về chương trình ưu đãi dòng xe Vios cũng như dòng xe Toyota Veloz 5 bánh thời điểm này cũng khá là hợp lý sau khi được giảm giá liên miết lên đến hơn 50% lệ phí trước bạ của bên đại lý Toyota Hải Dương. Mọi thông tin chi tiết thì quý cô chú anh chị các bạn liên hệ với em Vũ qua số máy hotline em để bên trên màn hình hoặc đến trực tiếp showroom Toyota Hải Dương có địa chỉ tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương. Em trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Thì em cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn luôn bình an, lái xe an toàn và gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.